Vậy quý vị đang thấy trên màn hình đây, đội ngũ của chúng tôi vẫn đang rất tấp nập với công việc. Và gia đình nhà bà Sáu đang rất nôn nóng với cái sản phẩm của đội ngũ Thành Luân đã giục chúng tôi rất lâu nay rồi. Và đến ngày hôm nay là buổi tối ngày 11 tháng 10 năm 2016, chúng tôi tập trung hết nhân lực để bọc bộ bàn ghế này. Và chúng tôi bọc toàn bộ là bọc bằng bìa cắt tông, cho nên là vận chuyển rất chi là uy tín và yên tâm. Đây, quý vị đang thấy trên màn hình này, rất đẹp. Bộ đây là cái ghế dài. Cái bàn này rất to, đây chúng tôi đang chuẩn bị bọc xong rồi. Cái bàn này có kích thước là 1m6 x 2m, nó đúng bằng một cái mặt sập 1m6 x 2m, bằng cái sập để quý vị đang thấy đây. Đây, những chiếc ghế đơn, một ghế dài và 4 ghế đơn, cộng với một bàn lớn, bàn như một cái sập, và một hai bàn trà và hai đôn ngồi. Hiện tại là chúng tôi là hai cái đôn ngồi chúng tôi khả năng là phải chuyển sau cho gia đình nhà bà, bởi vì là chúng tôi đang bận. Bình thường đúng ra bộ này là bộ 8 món của gia đình nhà bà Sáu đặt hàng, nhưng mà gia đình nhà bà muốn làm thêm hai đôn nữa là thành 10 món. Chúng tôi tập trung hết nhân lực 2, 4, 6, 8, 10 người. Tự tôi cho khi tôi quay video clip xong, chúng tôi sẽ là người trực tiếp bọc hàng cùng với cả đội ngũ thợ chuyên nghiệp. Video quý vị đang xem được chúng tôi quay trực tiếp tại xưởng sản xuất cũng như là gian hàng trưng bày của đồ gỗ Thành Luân nằm tại khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Bọc kỹ vào nhá, bọc kỹ cho cháu à. Sao không bọc cái chân trước? Chân này không bọc chưa? Đây chúng tôi sẽ bọc. Bọc như bọc bánh chưng. Đây cái này cho sát vào này. Cho sát vào thì cho sát thêm vào. Cho thêm dây vào cho nó càng ấy càng tốt. Cho sát vào. Trong video clip này quý vị có thể thấy được hai nhân vật chính, hai chú thợ rất vui tính của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Đây là chú Mr. Biên, rất quen thuộc. Tối nay chắc là chú không về ngủ với cô. Không muốn về luôn. Đi làm là không muốn về. Không muốn, không thèm về ngủ với bà xã. Vừa lên nhắn tin về bảo đêm nay anh không về đâu. Đêm nay anh đi nhà nghỉ. Đó, đêm nay đi mấy người cô khác rồi. Chú Biên sinh năm 68 à? Ông Biên sinh năm 1968, hôm nay ông đang rất khỏe, rất phong độ. Ông còn bây giờ còn có khả năng lấy được 2-3 bà nữa. Chứ nếu mà làm với cái đồ gỗ Thành Luân thì khả năng lấy được 1-2 bà nữa. Hải Phòng có cô để mía rồi. Cho gần vào, cho gần vào cho cháu. Chú cứ cho gần vào. Cứ cho mau vào, cho mau vào. Xem mẹ xem còn dây không để đi mua thêm. Đây quý vị đang thấy đội ngũ thợ của tôi rất hùng mạnh, đội ngũ nhân lực của chúng tôi kể cả ngày lẫn đêm không lúc nào là không vắng mặt được. Bất kể lúc nào quý khách có nhu cầu, từ 1-2 giờ sáng chúng tôi đã đi thông đêm suốt sáng luôn, ngày hôm sau vẫn chiến đấu, tất cả là vì đồng tiền hết. Để quý vị đang thấy trên hình đây, đội ngũ thợ của tôi là rất hoành tráng, mà hôm nay vẫn còn vắng độ khoảng 4 người nữa, 4 người bọc hàng. Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi xin trân trọng cảm ơn, và chúng tôi xin trân chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.